thiên tập 88, chiến âm dường giáo, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ hiện tại tình thế ở yên đô rất phức tạp nhất cử nhất động của ta chỉ sợ đều khiến người ta chú ý lúc này không nên ra tay, diệp phàm nói. Điều hắn quan tâm nhất chính là vấn đề độc nhân, loại kế thừa này quá mức cường đại và đáng sợ, nếu khiến hắn trưởng thành thì ngày sau khẳng định sẽ là đại địch cái thế. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ đại biểu phong thái vô thượng của độc nhân năm đó, hơn nữa đối phương còn có vạn hóa thanh quyết độc nhất vô nhị, dù không thể nói quét khắp thiên hạ nhưng cũng không khác nhiều. Tương truyền, độc nhân còn khai sáng ra một bí thuật vô thượng tuyệt luân chuyên chém giết chư vương, chỉ là truyền thuyết nhưng cũng đủ khiến nhân thế kinh hãi với lão thể sinh ra thần thai lúc già lại tái sinh đáng sợ như vậy không phải là tương đương trải qua hai kiếp đại đế sao lý hắc thủy lưu lưỡi tương truyền hắn sống dài nhất sẽ không phải là đang còn trên nhân thế đi đồ phi cũng nghi hoặc ra ra hắn nắm giữ thôn thiên ma quan đối với hiểu biết về độc nhân cũng khiến hắn có cảm giác hết hồn không thể nào nếu hắn còn sống thì năm đó khẳng định đã có một trận chiến chấn động muôn đời với vô thủy đại đế rồi hắc hoàng thì thào. Đại đế cổ chẳng lẽ không ai còn sống sao, bọn họ tài ba chắc tuyệt, ngạo thị cổ kim ta không tin cả đám đều chết hết. Bàng bạc nói, nếu không chết thì khi ta đào đàn trang đào mộ của hắn, với tính cách của hắn thì sớm nhảy ra lột ra ta rồi. Đại hắc cầu lầm bẩm mấy người không biết nói gì ngẫm lại cũng đúng là như vậy nếu hắn còn sống thì sao có thể tách ra khỏi thôn thiên ma quán khiến nó thất lạc trong thiên hạ mà không phải do chính mình nắm giữ diệp phàm cảm giác vô cùng áp lực các loại bí pháp đối ứng với thôn thiên ma công đều là thánh thuật quán thế mà bất diệt thiên công lại rất thần bí ngay cả hắc hoàng cũng không biết có kỳ thuật kinh thế nào đối ứng với nó cần phải đi thánh nhai tìm được bí thứ ba trong cửu bí trong đầu diệp phàm nổi lên ý niệm như vậy Hắn tuy từng học Đạo Kinh và Tây Hoàng Kinh nhưng đều là các tâm pháp của các bí cảnh, không phải là bộ kinh hoàn chỉnh, không ghi lại các thánh thuật vô thượng. Lúc này hắn cảm giác rất thiếu bí thuật, tâm pháp cường đại. Cũng may đầu chiến thành pháp độc nhất vô nhị, chính là thành pháp công phạt đệ nhất, có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến ra vô tận đại thuật sát sinh, nếu không hắn đúng là lấy trứng trọi đá khi giao chiến với các tử địch. Các ngươi có phát hiện ra tung tích thần vương không? Diệp Phạm hỏi. Lúc trước, khi hắn từ Bắc Vực tới đây từng có ước định với mấy người, nếu hắn chữa trị được vết thương đại đạo thì khẳng định sẽ làm ra một đại động tính để bọn họ tìm ra thần vương. Không hề, như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút tin tức nào, ta cũng đã nhờ người hỏi tham, ra ra Khương Nghĩa đã đi vào Khương Gia nhưng không tìm được chút manh mối nào. Đồ Phi nói, Lý Hắc Thủy cũng thở dài, đồng hoang quá lớn, nếu muốn tìm thần vương thì đúng là nói dễ hơn làm. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cửu tử nhất sinh, rốt cục tìm ra thần dược bất tử không hư hao gì nhưng lại không tìm được thần vương, điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Yên tâm đi, nếu Khương gia có tin tức thì sẽ báo cho chúng ta biết đầu tiên. Lý Hắc Thủy nói. Thần vương có đại ân với Diệp Phàm, hắn không muốn người này ngã xuống như vậy, hắn muốn tìm đường sống cho lão, giờ đã có hy vọng lại không thể thực hiện được ta nghĩ thần vương hẳn còn chưa ly thế, dù sao tiểu đình đình ở cùng chỗ với hắn, nếu hắn dự cảm không còn nhiều thời gian nữa thì sẽ đưa cô bé về khương gia. Bàng bác phán đoán. Diệp phàm lắc đầu thở dài. Đây chính là vấn đề ta quan tâm nhất. Hắn rất lo lắng, sợ rằng thần vương sau khi dùng dư lực, nghịch thiên cải mệnh cho tiểu đình đình mà hao hết một hy vọng sống cuối cùng. Đây rất có thế là điều đã xảy ra từ khi hai người biến mất, Diệp Phàm đã nảy sinh suy nghĩ như vậy. Lúc này ngoại giới chấn động rất nhiều đại nhân vật tê tụ ở Thái Huyền đi đến tình phong. Chuyển nhân của độc nhân đại đế xuất thế không ai không muốn, nếu thật sự là như vậy thì chính là một hồi đại kiếp nạn mối họa không thể tưởng tượng được. Ánh mắt tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn lại đây, cũng không hề thua kém với việc thánh thể phá vỡ nguyền rùa, tất cả các đại giáo vô thượng đều có người đi tới. Diệp phàm thành công chuyển rời ánh mắt thế nhân, một thánh thể cũng không phải quá kiêng kỵ nhưng chuyển nhân của độc nhân lại khác hắn rốt cục mỉm cười, đấu chuyển tinh di, họa thủy đông gian ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào đối phương, ai ai cũng tìm kiếm truyền nhân của độc nhân. Hoa Vân Phi biến mất, mọi người tìm kiếm tung tích của hắn dù chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng hắn gần như đã biến thành kẻ địch của cả thế nhân. Chiêu này thật là khéo, Hoa Vân Phi còn sống hay chết thì tác dụng cũng không nhiều, thay Diệp Phàm mang lấy áp lực này. Đồ Phi cười lớn, không sai, đẩy gánh nặng này đi thì tiểu diệp tử có thể an tâm tu luyện rồi, chậm rãi tích tụ lực lượng, đợi những người kia quay lại thì mọi chuyện đã chậm rồi. Lý Hắc Thủy cũng cười lớn. Các ngươi đừng lạc quan mù quáng như vậy, ta càng nghe càng thấy tên hoa văn phi này rất khó đối phó, tâm cơ âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, người như vậy không thể dễ dàng bị giết chết đâu, ngàn vạn lần không nên bị bức thành độc nhân thứ hai. Hắc Hoàng cảnh báo. Bàng Bắc cười nói về sau chúng ta có thể ung dung bố trí, lần này đẩy tới một gã độc nhân, lần sau sẽ đẩy tới một vô thủy. Ngoại giới xôi trào, đủ loại tin tức truyền ra, Diệp Phàm rốt cục có được một đoạn thời gian thoải mái. Mấy ngày sau hắn không ngừng tìm kiếm cô gái nhỏ, hắn quyết tâm phải tìm bằng được, nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng đây chẳng khác gì mò kim đáy biển, không có một chút manh mối nào. Diệp Tuệ Linh nên đi ra mới đúng, nếu nghe được tin ta không sao, nàng nhất định phải tới lấy thanh quả chứ. Diệp Phàm lấy thanh quả ra phân phát cho mấy người, hắc hoàng tham lam nhưu nước miếng ào ào, bệnh cũ tái phát, bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt của mọi người. May mắn và Lý Hắc Thủy và Đồ Phi đều đã hiểu tính nó, phản ứng mau lệ, dù bị nó cắn mấy phát nhưng vẫn bảo vệ được thanh quả của mình. Con chó chết này thật đáng giận những điểm khác không sao nhưng cứ thấy bảo vật là lao tới, đúng là bó tay. Hai người không ngừng nguyền rủa. Bổn hoàng mà là hạng người như vậy sao, xem lại năng lực phản ứng của các người đi. Ra mặt đại hắc cầu đúng là dày tới không ai ngờ. Mới đầu mấy người khăng khăng không muốn vì bọn họ biết phải cần nhiều loại thánh quả hợp lại mới tạo ra thần dược bất tử không hư tổn, như thế mới cứu được thần vương và tiểu đình đình nhưng Diệp Phàm kiên quyết tặng mỗi người một quả còn hắn không dùng thêm bởi vì rất khó khăn mới đủ dùng, cẩn thận căn bổ tế nữa. Mấy ngày sau cũng không tìm được cô gái nhỏ, trong lòng Diệp Phàm vô cùng bất an lo sợ có chuyện gì phát sinh. Cuối cùng hắn và bằng bác rời khỏi Yên Đô, đi gặp một ít cố nhân là những đồng học ngày xưa khi vừa tới thế giới này, nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ hẳn vẫn ở nước Yên trạm rừng chân đầu tiên tự nhiên là Linh Khư Động Thiên, hai người sống ở nơi này gần một năm mọi chuyện năm đó vẫn còn hiện rõ trong mắt. Nhưng khi bọn họ tới đây lại nghe được một tin dữ, đồng học Trương Trừ Phi đã chết. Năm đó, tổng cộng 13 người Diệp Phàm được Vi Vi mang ra khỏi rừng già nguyên thủy phạm vi tâm trăm dặm, 6 người bồng lai tiên cảnh, mỗi người thu hai làm đồ đệ linh khử động thiên thu bằng bác và trương trừ phi làm đệ tử còn diệp phàm chỉ là đi theo bằng bác mà thôi không phải là muôn đồ chân chính vì lúc đó hắn đã bị nhận ra là phế thể thái cổ sau khi tới đây trương trừ phi được sư phụ của hắn mang đi bế quan diệp phàm và bằng bác cũng gặp được mấy lần không ngờ giờ quay lại thì vị đồng học này đã về với đất cắt chúng ta tới thăm mộ của hắn chút đi hai người đều có chút ảm đạm cùng nhau đi tới thế giới này không ngờ có người đã rời xa thế gian không bao giờ còn gặp lại nữa trường trừ phi cũng không phải bị ai giết chết mà một năm trước khi đi hái linh dược đã bị một con hung thú giết chết vô cùng thảm thiết còn nhớ rõ khi tốt nghiệp thì ngươi sau khi uống say khóc cười nói ra ý tưởng và sự tiếc nuối của mình đi vào thế giới này chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu cuối cùng cũng không thể gặp được ngươi lần cuối hai người đổ một ít rượu lên bộ phần của hắn trầm mặc hồi lâu đây là thế giới của tu sĩ mọi cái đều vô cùng tàn khốc tràn ngập nguy cơ khi hai người trở lại linh khư động thiên rất nhiều người không dám hít thở mạnh trưởng giáo linh khư cũng rất khẩn trương vì ngay cả hắn cũng chỉ là đạo cung nhất trọng thiên mà thôi sợ có gì không đúng lại làm hai ôn thần này nổi giận giáng tội không cần như vậy linh khư có ân với chúng ta kiếp nạn của hắn không có quan hệ gì với linh khư động thiên cả qua gần 6 năm bọn họ đã là tu sĩ tứ cực bí cảnh, đủ nhìn xuống khắp nước yên này. Đồng hoang thật sự quá lớn, linh khư động thiên cũng chỉ là môn phái tầng thấp nhất. Nhân vật đạo cung nhất trọng thiên đã là cao thủ nhất cấp ở nước yên thì tu sĩ tứ cực bí cảnh đã có thể xưng hùng trong mấy chục quốc gia như vậy rồi. Mấy chục quốc gia có lẽ cũng chỉ bằng một môn phái tầng trung, mấy trăm quốc gia sợ rằng không có được một đại phái, đồng hoàng minh mông vô ngần, số lượng quốc gia đúng là vô tận lão nhân Ngô Thanh Phong được mời ra. Trưởng giáo linh Khư Động Thiên còn có chút lo lắng, biết vị trưởng lão này có ân đối với hai người. Kỳ thật Diệp Phàm và Bàng Bác cũng không gặp những đồng học khác, chủ yếu là muốn gặp lão nhân này, đây chính là người dẫn dắt hai người bước vào con đường tu luyện. Mấy năm qua đi, Ngô Thanh Phong đã già đi đôi chút tuy nhiên tinh thần rất tốt gặp hai người lại rất cao hứng. Đứa nhỏ, ta đã nghe về chuyện của ngươi, thường thế đại đạo của ngươi. Lão nhân thở dài. Không sao đâu, mạng của hắn rất kiên cường sẽ vượt qua cửa này thôi, lão cứ yên tâm. Bằng bác cười nói, không hề có chút cao ngạo nào vì quan hệ này rất gần gũi. Không thể ngờ được các ngươi lại có thành tựu thế này, có thể sánh bằng những thánh tử kia. Lão nhân ngô thanh phong rất kích động, một trong hai người là đồ đệ của hắn hai người bồi tiếp lão nhân này rất lâu sau đó diệp phàm lưu lại vài cân thần tuyền bên trong có một thần căn rồi mới rời đi cảm thấy sẽ thật hiếm có cơ hội gặp lại nữa bọn họ đi rất xa rồi vẫn thấy lão nhân này đứng ở sân môn mái đầu bạc trắng tấm lưng không còn thẳng nữa thân hình khô gầy lão như hóa đá nơi đó nhìn theo hai người đi xa đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng diệp phàm và bằng bác cũng rất thương cảm xoay người thi lễ rồi đó bay lên trời biến mất Diệp Phàm cũng bằng bác đi vào Ngọc đỉnh động thiên, đây là môn phái xưa kia của Trương Văn Sương, bọn họ đến đây gây ra một trận hoảng loạn. Hiện giờ, khắp đất yên có ai không nghe tới thanh thể, đám người từng làm nhục Trương Văn Sương giờ không khỏi kinh hãi, cảm thấy như tận thế trút xuống. Rất nhiều người đều biết, ngày trước Diệp Phàm đã từng đến nơi này là bạn thân của Trương Văn Sương, đều nghĩ rằng hắn tới đây để trút giận được lão già nửa tàn phế. Bằng bác lướt qua một đám người trẻ tuổi, trong lòng thật muốn tát chết đám kia, nhưng cuối cùng chỉ hử lạnh một tiếng, kết quả một loạt tiếng phịch phịch không dứt, một loạt người quỳ xuống. Chúng ta muốn biết, liệu Y Y có từng trở về chưa, các ngươi có tin tức của nàng không? Diệp Phạm hỏi. Liệu Y Y cũng giống như Trương Văn Sương, cũng tiến vào môn phái này, lần này bọn họ đi Ngọc đỉnh Động Thiên chủ yếu là muốn hỏi tin tức của nàng. Không có trở về, đáng tiếc một hạt mầm tu luyện tốt. Một tên trưởng lão trả lời. Hai người gật đầu không nói gì, quay đầu bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tất cả người Ngọc Đình Động Thiên đều thở vào một cái. Tiếp đó bọn họ đi Yên Hà Động Thiên, Tử Dương Động Thiên, Kim Hà Động Thiên, kết quả đều có câu trả lời giống nhau, mấy người vương tử văn, lâm Giai cũng đều không trở về. Ngày xưa, người ba đại thánh địa bức Diệp Phàm cùng mấy người khác tiến vào cấm địa thái cổ hái thần dược, Diệp Phàm tạo cơ hội để cho Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, liệu y y, trường tử lăng trốn đi. Ba năm trôi qua, chỉ biết Lý Tiểu Mạn trốn thoát tiến vào Thái Huyền Môn, mấy người khác vẫn không có tin tức. Lúc trước, lúc Diệp Phàm ở Thái Huyền Môn đã hỏi Lý Tiểu Mạn, nàng cũng không mấy người kia ở đâu, bởi vì bọn họ tách ra bỏ trốn. Chủ nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai đều là người thành tinh, tự nhiên sẽ không trở về, nếu không thì nhất định là người thánh địa sẽ phát hiện ra sơ hở. Diệp Phàm tự nói trường tử lãng cũng không ngốc nhất định sẽ đi chỗ an toàn ta nghĩ y y đang ở cùng một chỗ với hắn Bàng bác nói ngoài ra còn có hai bạn học khác đã chết một người là cắt mình người kia là Từ xuyên một người ra ngoài lịch làm bị người ta đánh chết người còn lại thì xâm nhập di tích bị nhốt chết diệp phàm cũng bằng bác đắp một nắm đất trên mộ của bọn họ chỉ mới vài năm mà thôi đã có ba bạn học chết ở thế giới này không biết cuối cùng sẽ còn lại mấy người Cuối cùng, bọn họ đi tới tịch Nguyệt Động Thiên, biết được tung tích Khải Đức. Một lão hòa thượng đi dạo đưa hắn đi, bởi vì thấy hắn dáng người cao lớn, trời sinh dị bẩm, mái tóc màu vàng, cho rằng rất giống với hộ pháp kim cương Phật giáo trong truyền thuyết. Tên quỷ tóc vàng kia cũng thành hộ pháp kim cương, chẳng phải là ta cũng có thể làm Phật gia. Bằng bác cũng phải trận mắt há hốc mồm. Lão hòa thượng kia đã nói gì? Diệp Phàm hỏi cặn kẽ người tịch nguyệt động thiên không dám giấu giếm, biết rõ vị này là sát tinh khủng bố không còn nhiều sinh mệnh, ngay cả người thánh địa cũng dám giết, bọn họ không chọc nổi. Lão hòa thượng kia chỉ nói muốn dẫn hắn đi Tây Mạc, nói là đi tu di sơn gì đó, cũng không nói nhiều. Diệp Phàm cũng bằng bác hai mặt nhìn nhau, bất luận là ở tinh không khác hay là thế giới này, vẫn có rất nhiều truyền thuyết về tu di sơn. Tên quỷ này đúng là có đại số mệnh, còn đi được đến Tu Di Sơn, ngày sau nếu chúng ta đến Tây Mạc, nhất định phải nói hắn giới thiệu làm quen mấy nữ Bồ Tát. Một đệ tử tịch nguyên còn học theo giọng điệu Khải Đức lúc sắp đi. Sau này ta chỉ có thể tin Phật, ai bảo ngài ném ta ở chỗ này chứ? Diệp Phàm cũng bằng bác nhìn nhau, sau đó không nhịn được cười ha hả. Bọn họ cũng không ở lại lâu, tìm được tin liền bay đi chín con rồng kéo quan tài đưa bọn họ đi, vốn là cả một lớp, giờ chỉ còn lại 10 người, trên đường hai người đều cảm khái, không biết ngày nào mới có thể theo tinh không cổ lộ trở về. Diệp Phàm cũng bằng bác về tới Yên Đô, mấy đại thánh địa cũng đại giáo vô thượng lập tức phái người tới tìm, đã khắc xong trận văn tuyệt thế, muốn Diệp Phàm đi theo hái thuốc. Diệp Phàm làm sao có thể đi vào, lần này chẳng qua là bố trí đối phó Hoa Văn Phi mà thôi, lập tức quyển chuyển biểu đạt nơi đó quá nguy hiểm, hắn định bỏ qua, đổi thành đi bất tử sơn địa vực trung bộ đông hoang tìm kiếm may mắn. Người mấy đại giáo thẩm oán, tuy rằng tên bất tử Sơn cũng có gán hai chữ bất tử, nhưng mà là chỉ có vào không ra, đi vào đường mơ còn sống đi ra tiểu hữu có nắm chắc không, mảnh sơn mạch kia không phải đất lãnh, năm đó có một vị thánh thể đại thành cắt đứt một sườn núi cũng gặp họa lớn, đến lúc tuổi già máu nhuộm thánh nhai. Vị tiền bối này, ngài có thể nói rõ hơn không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động. Đây đã là ghi chép rõ nhất, không còn cái khác nữa. Một vị thái thượng trưởng lão thánh địa nó. Diệp Phàm không nói gì, có nói thế nào thì hắn cũng không chịu tiến vào cấm địa thái cổ, chỉ cần có thể tìm được bé con, hắn lập tức rời xa Nam Vực, không cần phải ở lại nữa. Tuy rằng người đại giáo vô thượng muốn kéo hắn một chút, chưa từng có người cho bọn họ leo cây, nhưng vẫn nhịn cân tức, dù sao dấu ẩn thần vương vẫn còn đó. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm gần như sắp lộn ngược cả đất yên, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối của cô bé. Trong thời gian này, Nam Vực dung chuyển mạnh, rất đông cao thủ đang tìm kiếm Hoa Vân Phi, nhưng hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian, mãi vẫn không tìm thấy tung tích. Lại qua hai ngày, rốt cuộc Diệp Tuệ Linh xuất hiện, điều này làm cho Diệp Phàm mừng rỡ không thôi, đón nàng vào khách sạn. Đây là một tòa khách sạn lớn, rất chú ý bố cục, suối nước đỉnh viện, chuyên cung cấp cho tu sĩ thích thanh tĩnh. Lúc này, Bàng Bác, Lý Hát Thủy, Đồ Phi, thậm chí Đại Hắc Cầu cùng bế quan, đang luyện hóa thánh quả từng chút một trong rừng trúc tía, diệp phàm tự mình chăm trà cho diệp tuệ linh, hỏi: vì sao diệp tiểu thư lại biến mất lâu như vậy? một lời khó nói hết, ta cũng là cửu tử nhất sinh. lần trước diệp tuệ linh đại chiến với vương trùng tiêu, có người đồng thời ra tay với hai người bọn họ, hai người đều bị trọng thương, sau đó người kia đuổi giết diệp tuệ linh suốt một đường. cuối cùng, tuy rằng nàng may mắn trốn thoát, nhưng nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn tịnh dưỡng tới nay mới xuất quan. Biết những chuyện xảy ra gần đây, nàng hoài nghi người kia rất có thể là người hộ đạo của Hoa Văn Phi bởi vì hai người rất giống nhau. Chúc mừng Diệp Huynh chữa lệnh vết thương đại đạo, sau này con đường bằng phẳng, không còn ai ngăn cản được Huynh. Diệp Tuệ Linh cười khẽ. Diệp Phàm thực hiện lời hứa, lấy ra một quả thái dương thánh quả màu vàng, dù rằng đã phong ấn trong Ngọc Đỉnh, vẫn có mùi hương tràn ra thấm tận ruột gan, hắn đẩy tới trước. Diệp Huynh sẽ không giết ta diệt khẩu chứ. Diệp Tuệ Linh cười nhật nhạt. Mái tóc nàng bay theo gió, làn da trắng như ngọc, hàng mi cong dài, đôi mắt ẩn chứa linh khó, khuôn mặt trái xoan khiến người ta có cảm giác kỳ điệu, tựa như có thể nhìn rõ hết thảy. Sao thế được, ta tin tưởng Diệp Tiểu Thư sẽ giúp ta giữ bí mật. Diệp Phong cười nói. Ta tin tưởng nhân cách của Diệp Huynh. Diệp Tuệ Linh khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười khẽ, nói. Nhưng xin Diệp Huynh tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ nào. Diệp Phàm gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy chiếc đỉnh tới, để nó bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Tuệ Linh mới chính thức đưa tay tiếp nhận, trong mắt trong veo tràn ngập ý cười, nói. Diệp Huynh cứ yên tâm. Ta muốn biết là Diệp Tiểu Thư đưa bé con đi phải không? Diệp Tuệ Linh lắc đầu, bởi vì nàng còn chưa tới lúc đi thường xuyên quyết đấu với vương trùng tiêu cho nên không dán theo bé con lại còn nàng bị người ta tập kích bị thương ngay sau đó vậy thì là ai diệp phàm rất thất vọng nếu không có tiểu cô nương đó hắn đã sớm chết nếu không tìm được nàng thì lương tâm khó mà yên được ta nghĩ mình đoán được diệp tuệ linh lên tiếng cái gì cô biết là ai diệp phàm vụt nhìn lại ta cũng không nắm chắc tuyệt đối chỉ là đoán mà thôi xin nói nhanh diệp tuệ linh đoán bé con có lẽ bị âm dương giáo đưa đi bởi vì nàng phát hiện thánh nữ giáo này tự mình hành động đi khắp nơi tìm trẻ con căn cốt thành tú có còn đang ở yên đó không diệp phàm đứng vụt dậy hắn không thể không gấp nếu bé con bị đưa tới trung châu thì hắn sẽ khó mà đuổi theo kịp vẫn còn ở đây hiện giờ đất yên mưa gió nổi lên bọn họ đang ở một nơi yên tĩnh ta biết cứ điểm ở đông hoang của bọn họ hẳn là những đứa trẻ thiên tài còn chưa đưa đi. Dù sao xuyên qua tới Trung Châu phải cần rất nhiều nguyên, hẳn là bọn họ chờ chuyện ở Yên Đô xong xuôi mới cũng rút đi. Ở nơi nào, có loại cao thủ nào? Diệp Phạm hỏi. Diệp Tuệ Linh nói. Cách đây năm vạn dặm có giáo phái Tây Hà, đó là môn phái do âm dương giáo nâng đỡ. Diệp Phạm đợi một ngày, đám người bằng bác lần lượt xuất quan, đều hoàn thành đổi máu cũng thối cốt lột xác, dược lực được vận dụng đến cực hạn bọn họ không chậm trễ, hỏa tốc vượt qua hư không đi thẳng tới năm vạn dặm, Diệp Tuệ Linh cũng đi theo cùng. Tề Hà Giáo ở giữa những dãy núi, khắp nơi đều là anh hà thụ đỏ rực như ngọn lửa vô tận, tên giáo cũng rất phù hợp với hoàn cảnh. Mấy người đều rất mạnh, lẩn vào trong môn phái cỡ trung tự nhiên không có một tiếng động gì, mới đầu không phát hiện được, thậm chí Diệp Phàm cũng thất vọng. Thẳng đến khi bọn họ đi ra sau núi, mới sốc lại tinh thần, gặp được mười mấy đứa trẻ, lớn nhất cũng không quá 5 tuổi, thậm chí mới 2 tuổi, đều là má phấn mặt ngọc. Tại sao không có bé con? Diệp Phàm nhíu mày, mấy người tách ra tiếp tục tìm kiếm. Hắn xuyên qua nhà cửa trắng lệ san sát, sắp đến tận cùng mới lộ ra thần sắc vui vẻ, hắn cảm ứng được khí tức của bé con, nhanh chóng lao tới. Nơi này có mười mấy đứa trẻ, mỗi đứa đều mặc áo mới xinh đẹp, xem ra có vẻ rất được chiều chuộng, Duy chỉ có một tiểu cô nương khoảng 3 tuổi mặc quần áo xưa cũ rách nát, ngay cả giày nhỏ cũng có lỗ thủng. Diệp Phàm rất tự trách, trước khi hắn tiến vào cấm điện thái cổ vẫn quá bận, căn bản không có thời gian chiều cố tiểu cô nương này, cũng chưa đổi quần áo mới cho bé. Hiện giờ nghĩ lại vẫn vô cùng áy náy. Bé con ở trong này hiển nhiên bị bài xích, nếu không sẽ không bị đối đãi như vậy, hắn cảm thấy trong lòng có ngọn lửa bùng lên. Mau tới đây, tới lúc ăn linh dược rồi một phụ nữ trung niên đi tới, chiếc khay trong tay nàng có sáu bảy cái chén nhỏ, bày ra từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan, hiển nhiên là linh dược có tiếng. Âm dương giáo rất bỏ công với những đứa bé này, từ nhỏ rèn luyện trụ cột cho bọn nó, đều dùng dược liệu quý giá nấu thành. Những đứa nhỏ khác đều chạy tới, chỉ có bé con không đi, đôi mắt sáng của nàng mong ước nhìn chằm chằm chén nhỏ, nhưng không dám đi tới còn bé mưa hồ kia không cần nhìn nữa vốn tưởng là nó có căn cốt hiếm thấy trên đời là một tiểu kỳ tài ai biết trời sinh không có trí nhớ mới có mấy ngày là cái gì cũng quên hết mỹ phụ trung niên lạnh lùng quét mắt nhưng mà bé rất đói buổi sáng với buổi trưa đều không có ăn gì bé con rất ủy khuất còn phạm sai thì buổi tối cũng bị phạt không cho người ăn mỹ phụ trung niên giọng rất lạnh nói qua mấy ngày nữa là thánh nữ sẽ tới sau khi quyết định cuối cùng, sẽ đưa ngươi ra ngoài. À, bé biết rồi. Bé con cúi đầu không dám đối diện vào Mỹ phụ trung niên, nhìn đôi giày nhỏ rách nát của mình. Mỹ phụ trung niên rời đi, một đám bé con bưng chén nhỏ linh dược uống, trong đó có đứa nhỏ bướng binh không thích mùi vị linh dược, lén lén đổ đi. Bé con nhìn chằm chằm vào chén của một đứa trẻ, mắt to sáng ngời, giọng non nớt hỏi. Cháo linh dược ăn có ngon không? Ăn không ngon đứa bé kia trả lời, nó đã đổ mất chén linh dược kia. Bé con lại thấy một đứa bé gái khác cũng muốn đổ đi, lại lộ ra ánh sáng mong chờ, ánh mắt thật sáng, vẫn là câu nói kia. Cháu linh dược ăn có ngon không? Bé đã rất đói, bị phạt không được ăn, lúc này không nhịn được nuốt nước bọt. Ăn không ngon, bé đói bụng rồi phải không, cho bé ăn đi. Bé gái kia đưa chén nhỏ sang. Cho bé thật hả? Bé con hỏi lại ánh mắt sáng lên muốn đưa tay nhận. Thật mà, ăn nhanh đi. Bé gái kia đưa sang. Cảm ơn, bé thật sự rất đói bụng. Bé con đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Mỹ phụ trung niên quay lại, lạnh giọng quát. Các ngươi đang làm gì đó? Chẳng. Bé con bị dọa run lên, liền đánh rơi chén nhỏ trong tay, bộ dáng rất sợ hãi. Không chỉ tối nay không được ăn cơm, ngày mai cũng không được ăn, đi về phòng của ngươi, không được ở chỗ này. Dạ, bé biết rồi. Bé con đầu cúi sát ngực, trong mắt to ngập nước mắt, đi về phía phòng người hầu cách đó không xa. Diệp Phàm rốt cuộc biết được tình cảnh của bé con ở đây, trong lòng cay cay, thiếu chút rất nước mắt, bước ra từ chỗ nấp, lạnh giọng quát mỹ phụ trung niên kia. Người giam giống bé. Người là ai, vào đây bằng cách nào? Mỹ phụ trung niên chấn động. Bé tới đây. Diệp Phàm ngóc bé con đại ca ca, huỳnh là ai? vì sao bé cảm thấy rất quen thuộc? bé con chớp mắt to. ta bảo ngươi trở về phòng, sao ngươi còn không đi? mỹ phụ trung niên quát lạnh. bé con nhanh cúi đầu, không dám nhìn lên. Búp! diệp phàm tát thẳng vào mặt mỹ nữ trung niên kia, dù cho tốc độ nàng ta rất nhanh, cũng không thể tránh được, văng ra mấy chục trượng. Diệp Phàm để mạng nàng ta lại vì có rất nhiều chuyện muốn hỏi, bằng không với lực lượng thánh thể thái cổ thì đã đủ để đánh nát nàng ta, hắn bước tới ôm bé con lên, sau đó đi tới. Rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với nó? Mỹ phụ trung niên run giọng quạt hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là thánh nữ của các ngươi cũng không quý giá bằng bé, các ngươi dám đối xử với bé như vậy. Diệp Phàm đã phán nộ, nói. Nói, thánh nữ của các ngươi ở đâu? Ngươi, rút cuộc ngươi là ai, dám nói thánh nữ của chúng ta như thế? Mỹ phụ trung niên giật mình. Lúc này, có mấy cường giả lao vào trong sân, lớn tiếng quát trần vấn Diệp Phàm là kẻ nào. Mạng của thánh nữ cũng thánh tử, các ngươi cộng lại cũng không triệt tiêu ủy khuất của bé đã phải chịu. Diệp Phàm choang một cái, nắm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trong tay. Phốc, màu bắn ra, hắn một kiếm chém ngang mấy tên chất vấn, tiếp tục hỏi nói, thánh nữ của các người ở đâu? Lúc này, mấy người bằng bác cũng nghe được tiếng động, lao tới đây. Kẻ nào dám mạo phạm âm dương giáo ta? Đồng thời, có người lành lạnh quát, mấy lão già hóa long bí cảnh bay tới, lạnh giọng quát. Các người chán sống rồi phải không? Là các người chán sống. Diệp phàm hét lớn, trường kiếm vung lên bầu trời. Thật to gan, để ta xem là ai dám khinh thường âm dương giáo ta mấy lão giả hóa long bí cảnh bay từ trên trời xuống, lời nói âm trầm dày đặc sát khí. Thanh kiếm trong tay Diệp Phàm chỉ lên trời, tóc đen như thác, ánh mắt thâm thúy như một vị ma thần, bay thẳng lên không trung tràn ngập sát ý. Tâm chín tùy tùng trẻ tuổi bên cạnh mấy lão già hóa long bí cảnh, có nam có nữ, nhìn Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi thì đều khinh thường. Trong đó có một nam tử tay cầm hung binh, tiến lên chỉ về phía Diệp Phàm ở xa, ẩn hiện tia máu lạnh giọng nói đây là nơi mà ngươi có thấy sông vào hay sao, không biết sống chết. Ngươi đang nói chính mình không biết sống chết đó hả? Diệp Điệp Phàm trực tiếp vung long văn hắc kim thánh linh kiếm, chém về phía bầu trời, kiếm quang to lớn dài đến trăm thước như một tia chớp đen xẹt qua. Phộng! Nam tử trẻ tuổi kia đương trường bị chém thành một đám mây máu, bị kiếm khí to lớn xé nát không còn gì lưu lại, ngay cả hung binh cũng thành phấn bụi. À! mấy tu sĩ trẻ tuổi ở phía sau cũng kinh hô, lập tức biến sắc, mấy lão già hóa long bí cảnh đều sắc mặt âm trầm cực điểm. Trong quá trình này, Diệp Phàm cẩn thận ôm bé con, đồng thời bịt mắt nàng, không để cho bé nhìn thấy màn này. Bé con ở trong này bị người ta làm giữ cả ngày, ngay cả cơm còn không được ăn, hắn không muốn lúc này còn bị dọa, tiểu cô nương đáng thương này thật làm người ta đau lòng. Rốt cuộc người là ai? Vì sao xâm nhập trọng địa âm dương giáo, mạo phạm chúng ta? một lão già giọng lạnh lùng, đứng ở xa lành lạnh nhìn tới. Ta mạo phạm các ngươi, đúng là buồn cười, các ngươi bắt con cháu đông hoang ta, bắt giữ người thân của ta, còn dám hỏi ngược lại ta. Diệp phàm sát khí ngập trời, mái tóc tung bay, ánh mắt sắc bén như ma thần. Bằng bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng tới gần, chia ra canh giữ một hướng, chỉ có đại hắc cầu không thấy bóng, không biết đang ở chỗ nào. Người thật sự không nghe qua âm dương giáo trong đó có một người trẻ tuổi có vẻ không tin âm dương giáo là đại giáo vô thượng ở trung châu không có mấy người dám chọc tới hắn nghĩ rằng diệp phàm không biết rõ mặc kệ đúng sai trước tiên là nói chuyển thừa âm dương giáo thật là lớn lối mà diệp phàm sát ý ngày càng đậm nói không phải là một cái giáo phái trung châu thôi sao có gì đặc biệt hơn người tốt 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 quả nhiên là một kẻ điên cuồng không biết sống chết trên đời này còn chưa có ai dám không để âm dương giáo ta vào mắt. Diệp Phong cười lạnh, rút kiếm ép tới, nói. Hôm nay ta khinh thường các ngươi thì sao, thánh nữ của các ngươi ở nơi nào? Người trẻ tuổi không nên quá không biết điều, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể dương hoài. Một lão già mặt trầm như nước, âm một cái, trên đầu lơ lửng một cái chuông lớn, khí tim lan tràn, sát ý vô tận. Trong đó có một người quát. Biết là trọng địa âm dương giáo ta còn dám xâm nhập, người dựa vào cái gì muốn gặp thánh nữ chúng ta các vị trưởng lão ở đây người có mà chạy đằng trời nhất định phải bị chấn chết ồn ào diệp phàm căn bản không thèm nhìn tới người tuổi trẻ này hắn chỉ chú ý mấy cường giả hóa long bí cảnh mà thôi long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay chém tới kiếm quang to lớn lập tức cắt nát hư không phốc mấy trưởng lão hóa long bí cảnh muốn ngăn cản cũng không được chỉ có thể chưa mắt nhìn diệp phàm giết người trước mắt bọn họ đạo kiếm quang màu đen quá nhanh quá sắc bén màu đen cắt nát thiên địa chật loái qua đã tràn lan màu máu tên đệ tử kia chết oan chết uổng. ầm ừ. chiếc chúng lớn xôi trào sương mù phát ra một tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa như sư tử hống trấn ra sóng âm vô tận khủng bố hóa thành sóng to gió lớn trồng chất đang diệp phàm trực tiếp vung kiếm Long văn hắc kim thánh linh kiếm mở rộng theo gió hóa thành dài hơn trăm thước bị hắn nắm trong tay đánh xuống sóng to vạn trượng cắt nát sóng âm tử vong hừ lão già kia hừ lạnh một tiếng lại gồ chuông lớn đánh về phía trước tiếng chuông vừa vang lên lao ra một con mạnh thú đầu sư tử thân chân long giống tiếng chuông như sư tử sống nó cũng hợp nhất với tiếng chuông thổi lên sóng gió như đại đương thế như hấp thu nhật nguyệt đang tiếng chuông vang vọng đánh nát bầu trời mạnh thú long sư nhào tới, kéo theo sóng âm ngập trời muốn bao trùm Diệp Phàm. Ăn. À. Trong hư không bùng lên ánh sáng, Diệp Phàm toàn thể vàng óng, kiếm lớn quét ngang trời, lập tức vỗ xuống, phốc một cái chặt ngang long sư. Sóng âm chuông lớn lập tức bị đánh tát, như một người đang giống lớn bị kẹp cổ họng, âm thanh đột ngột biến mất, sóng âm đầy trời không còn, chỉ có một chút khí cơ. Đang cường giả hóa long bí cảnh đội chiếc chuông lớn tự mình lao tới, đang đang nổ vang, chiếc chuông tím to lớn như núi bay ra đè xuống Diệp Phàm. Ầm. Chiếc chuông lớn như ngọn núi từ trên cao đè xuống, che trời che đất, lập tức đặt Diệp Phàm ở bên dưới, phát ra tiếng nổ to lớn như sóng thần. Chiếc chuông khổng lồ đè xuống muốn chấn Diệp Phàm thành phấn bụi, luyện hóa thành cho, chuông động thiên địa. Giặc. Đột nhiên, chiếc chuông vỡ nát, long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay diệp phàm như một con chân long màu đen đánh nát chiếc chuông lao vọt ra ngoài trưởng lão hóa long bí cảnh kia hừ lạnh một tiếng cũng không tránh né nhưng lão tu thành dị tượng đã phủ lên diệp phàm đây là một mảnh xương mù u ám tự thành một phương thiên địa nhỏ trong phạm vi trăm trượng lấy hắn làm trung tâm có thể ăn mòn hết thảy sinh linh đánh đầu thắng đó không gì cả nổi hắn tự cho là có thể biến diệp phàm thành bãi máu nhưng mà diệp phàm bước đi nhàn nhã trực tiếp đi tới vung kiếm chém xuống màu đen xé rách bầu trời phập một cái chém bay đầu hắn sao lại thế này đã xảy ra chuyện gì vì sao lý trưởng lão bị dị tượng của mình cố định không thể động đậy mọi người kinh hô nghẹn họng nhìn chân chối lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng diệp phàm chém hóa long như sát rau khiến cho bọn họ rung động hắn là thánh thể diệp phàm không được thi triển dị tượng trước mặt hắn ở xa xa bay tới mấy bóng người, truyền tới tiếng cảnh báo. Cái gì? Hắn chính là thánh thể kia, tại sao lại tới trọng địa âm dương giáo chúng ta? Rất nhiều người kinh hô, cảm thấy chuyện này không xong. Rất nhiều người bọn họ đều tới từ Trung Châu, tuy rằng nghe nói qua thánh thể, nhưng không thể nào đều tận mắt thấy qua, lập tức đại loạn. Hiện giờ ai cũng biết thánh thể sắp lìa đời, không còn sống được bao lâu, ngay cả kẻ địch của hắn cũng không dám trêu chọc, không ngờ tới hắn lại đến đây. Diệp Phàm, dù cho ngươi có danh tiếng nhất định, nhưng cũng không nên chọc tới âm dương giáo ta. Mấy trưởng lão hóa long bí cảnh sắc mặt đều âm trầm. Không phải ta đến gây chuyện với các ngươi, mà là các ngươi gây chuyện với ta, bắt bé con tới đây, con ngược đại bé, các ngươi đáng chết. Giọng hắn lạnh băng, sát ý càng tăng vọt, bằng bác, đồ phi, lý hắc thủy cười lạnh, đều lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Gâu! Đại hắc cầu vẫn mãi không thấy bóng cũng lao lên, miệng đầy mùi thuốc, rõ ràng mới đi tai họa kho thuốc của người ta. Diệp Tuệ Linh đứng trong bóng tối, không lộ ra hình dạng, dù sao nàng cũng là tu sĩ Trung Châu, âm dương giáo quá khổng lồ, nếu biết được thì tương lai sẽ làm phiền tới nàng ở Trung Châu. Mấy đứa nhỏ ở bên dưới đã sớm bị dọa khóc to, ngay cả bé con cũng rất không yên, vẫn nhỏ tiếng nói. Bé sợ. Bé không cần sợ. Diệp Phàm dùng thần quang bao trùm nàng, khí tức thần thánh tràn ngập làm bé cảm thấy rất ấm áp. Xoạt. Ba gà trưởng lão hóa long bí cảnh âm dương giáo cũng lao tới, bao vây quanh Diệp Phàm, muốn hợp lực hạ cục hắn. Ngươi là thánh thể thì sao chứ, ngay cả có thần vương bảo hộ, nhưng lần này là ngươi chủ động đánh tới cửa, chúng ta giết ngươi cũng không sao. Ẩm. Ừ. Ba người lộ ra sát khí, đồng thời ra tay, tế ra binh khí của mình, huyết quang màu đỏ, ánh sáng tử vong màu đen, Xôi trào như biển đánh nát cả bầu trời. Đùng. Diệp Phàm sừng sững bất động, dị tượng sơn hà cầm tú xuất hiện, một mảnh tiểu thế giới trắng lệ, núi cao thành dày, chọc thủng tầng trời, cổ thụ che trời, thác đổ như sầm. Hắn đứng giữa đỉnh cao, tất cả công kích thuật pháp đánh vào đều hóa thành vô hình, hắn vung thánh kiểm màu đen, dị tượng như một cái thế giới theo hắn chuyển động. non sông trắng lệ như từ xa ập tới, tựa như không có tận cùng lập tức bao trùm bầu trời ba người khiếp sợ nhanh chóng rút lui, lại không nhanh hơn tốc độ Sơn Hà cẩm tú. Đường trường bị kéo vào trong, bọn họ kinh hoàng, đều hiểu được bị dị tượng thánh thể chấn áp, sẽ là cửu tử nhất sinh. Ẩm. Ừ. Mặc dù bọn họ đánh sâu vào, nhưng núi sông Tráng Lệ vẫn bay lên từ ngọn núi lớn, lập tức đè bọn họ xuống. Hóa Long thì sao chứ, dám dương oai trước mặt ta. Diệp phàm vung thánh kiếm màu đen, trực tiếp chém đầu ba người bị trấn áp dưới núi cao, máu tươi tràn lan khiến mọi người kinh hoàng. Tiểu bôi người dám. Lại có mấy bóng người bay lên, ra tay với Diệp Phàm Coi chúng ta là không khí hay sao? Bằng bác cười lạnh, hai mắt như ánh trăng bạc, bắn ra hai đạo ánh sáng hình rồng vô cùng khủng bố. Hắn vừa lên là dùng yêu đế cửu trảm diệt hình. Loại thánh thuật này có uy lực tuyệt đối, lúc trước Diệp Phàm cũng đại hắc cầu cũng chịu nhiều đau khổ, không phải cửu bí không thể chống lại được tiểu bối ngươi là người phương nào? Một trưởng lão hóa long bí cảnh dường như không cảm giác được nguy hiểm ập tới, dùng một cái khiên cổ ngăn cản. Ẩm! Um. Khiên cổ vỡ nát, ánh bạc hình rồng không gì cản nổi lập tức xuyên thủng hắn, hủy diệt đương trường, thậm chí còn không có chút giọt máu nào. Mọi người đều hét to hoảng sợ. Hắn là kẻ nào, sao mà khủng bố như thế, ngay cả trưởng lão hóa long nhất trọng thiên cũng bị diệt, một chiêu thành cho. Đây là thánh thuật mạnh nhất của bằng bác, hắn chỉ cần nắm giữ ba trảm đầu của yêu đế cửu trảm, nhưng mà uy lực tuyệt đối, hiện giờ hắn là tứ cực đại viên mãn. Diệt cao thủ hơn một cảnh giới nhỏ thì tự nhiên không có gì quá sức. Giết! Diệp Phàm lại ra tay, mở ra dị tượng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, những người này không phải nhân kiệt hoa văn phi, tuy rằng cũng là cường giả hóa long nhất trọng thiên, nhưng chiến lực còn xa mới bằng. Dị tượng không biết bao xa tràn tới giam cầm thiên địa, trấn áp kẻ địch. Phốc, phốc, phốc kiếm thứ nhất hắn chém bay một cái đầu, máu văng khắp nơi, kiếm thứ hai chém tên còn lại thành hai nửa, máu tươi phun trào, kiếm thứ ba lại chặt ngang vai một trưởng lão hóa long, máu nhuộm trời cao. Diệp phàm tóc đen xóa tung, ánh mắt lạnh lẽo, như vào chỗ không người liên tục giết ba tên, chấn trụ tất cả cường giả ở âm dương giáo. Long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay đang không ngừng nhỏ máu, hắn tựa như một vị thần ma. Mọi người đều hoảng sợ lui ra thật xa, không dám tới gần. Xoạt! Diệp Phàm vung ra một bàn tay vàng, kéo mỹ phụ trung niên kia lên, nói: "Thánh nữ của các ngươi ở nơi nào?" Cụ. Một tiếng ho khan già nuôi truyền tới, một bà cụ già chống trượng, tuổi già sức yếu đi từng bước giữa hư không. Mấy trưởng lão hóa Long bí cảnh đi theo sau, vây quanh bà ta giữa không trung, có không ít tu sĩ đạo cung bí cảnh xuất hiện. Hóa Long biến thứ tư, bằng bác cả kinh, tuyệt đối là đại địch cao hơn cả một mảng lớn so với những trưởng lão hóa long biến thứ nhất kia. Người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám chạy tới dương oai giữa trọng địa âm dương giáo. Bà già kia dù rằng thân thể yếu ớt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Các người đã bắt bé con tới chỗ này, còn trách ngược lại ta dương oai, hùng hãng vinh váo như thế, thật không hổ là đại giáo vô thượng. Diệp Phong cười lạnh. Không phải là một tiểu nha đầu không có trí nhớ thôi sao, cái này tính là gì? bà già không chút để ý, căn bản không coi là chuyện gì, khinh miệt thoáng lướt. Quả bé con, lại nhìn Diệp Phàm nói. Người chẳng qua chỉ là thánh thể tận thế, đã là người sắp chết rồi, còn gây ra sóng gió như vậy, lão thân tiên ngươi đi trước. Hay là ta đưa bà già ngươi đi trước, sau đó lại giết thánh nữ của các ngươi. Diệp Phàm quát lạnh. Là người tự đưa tới cửa, dù cho giết ngươi thì thần vương cũng không nói gì được. Bà già vung trượng đánh tới, trên trượng lưu chuyển ánh sáng lục, nó là một cây gậy trúc xanh biếc, dấu ấn mọc ra nụ mầm giữa không trung sức sống bừng bừng vô tận. À, nhưng mà hư không lại sụp đổ, gậy trúc nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tới vạn cân, đánh sụp cả không gian, đánh về phía diệp phàm. Gậy trúc như hợp làm một với không gian, vẽ ra quỷ tích đại đạo, có thần tính bất hủ trói lọi, quất xuống vô cùng đáng sợ. Giang Diệp Phàm vung Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm đón đỡ, chém lên gậy trúc phát ra tiếng kim loại rít lên, khiến màng nhĩ người ta muốn rách toạt, ngũ tạng rung lên, lực chấn động cả vòng trời. Giữa hai người xuất hiện một cái vực sâu màu đen, cứ không bị đánh sụp hiện ra cắn nuốt tất cả xung quanh, khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm cũng không có thể cắt đứt gậy trúc, cường giả hóa Long biến thứ tư quả nhiên đáng sợ, đang huy động đạo ấn chiến đấu gậy trúc hợp nhất với thiên địa, bà già mượn đại thế thiên địa, dùng đại đạo vô thượng trấn áp thân thể cũng thành kiếm của hắn, trúc xanh như có sinh mệnh, đại biểu chắc chắn cũng bất hủ, xanh biếc như ngọc. Doạt. Bà già lần tới trước, nhìn như già nua nhưng còn nhẹ nhàng hơn cả bóng ma, như một đạo ánh sáng di động không ngừng dùng gậy trúc quất xuống. Một cây gậy trúc nho nhỏ cô động hư không, dung hợp dấu ấn đạo, quất xuống hiện lên màu xanh biếc, dấu ấn sinh mệnh lưu chuyển càng phát ra không lường. Diệp Phàm đánh rất không thoải mái, cảm thấy bó tay bó chân, không thể bùng nổ toàn điện, đây là một loại tiết tấu đáng sợ, bị bà già nắm giữ mọi thứ, đang điều động uy lực đại đạo. Bà ta hóa đạo cho mình sử dụng đứng ở trên cao, gậy trúc hợp nhất với đạo, thể hiện ý chí của bà ta, càng đánh càng khủng bố, thiên địa dần dần ăn theo nhịp. Bụp. Gậy trúc trong tay bà già quét tới, đánh lên đầu Diệp Phàm, đợi hắn tránh đi liền thuận thế vung lên chém vào ngực bụng hắn trong lòng diệp phàm rung lên dùng thánh linh kiếm chém ra luôn cảm thấy có chút ngừng trệ không thể đánh ra toàn lực nhưng đúng lúc này hắn cảm giác được nguy hiểm dường như trên trời cao có thứ muốn đè xuống bụp bụp gậy trúc trong tay bà già vẫn không nhanh không chậm đánh tới nhịp điệu thiên địa càng thêm mãnh liệt loại tiết đấu đáng sợ này đang cộng hưởng cũng gậy trúc không xong diệp phàm biến sắc đây là dấu hiệu phát động một kích khủng bố à. Bà già dựng gậy trúc giữa không trung giúp sức chấn động, lực đại đạo lưu truyền, lúc đầu như nhẹ nhàng, tiếp đó như sông lớn nổi sóng, bao la hùng vĩ. Gậy trúc sống lại, xanh biếc ướt át, hóa thành một góc cổ trúc che trời, lá cây xanh um, lay động vô tận hoa trúc, một mảnh tuyết trắng trong suốt lấp lánh. Ầm. Ừ. Mảnh thiên địa này sụp đổ, trong hư không xuất hiện gậy trúc không đếm hết, xanh mướt như ngọc, đồng loạt đánh về phía Diệp Phàm, tựa như ngàn vạn chân long bay múa. Đó là những đạo dấu ấn, dấu ấn sinh mệnh xanh biếc tươi sống, vừa rồi bà già quật hơn vạn lần, mỗi loại lực đạo đều ấn vào hư không, lúc này mới bùng nổ toàn diện. Phàm là nơi bị gậy trúc quất tới đều xuất hiện một cây gậy trúc xanh, ngừng kết đạo ấn phát động một kích hủy diệt. Bà già không nhanh không chậm đấu hơn vạn lần, chỉ là vì một kích khủng bố cuối cùng này, cả vạn dấu ấn sống lại, đại đạo đầy xuống. Diệp phàm toàn lực chống cự, không thể không phòng ngự, khổ hài màu vàng hiện ra trời cao xô trào, sấm vang chớp giật, ngăn cản vạn đạo dấu ấn kia. ầm Và chạm kịch liệt, hai bên bùng lên hào quang, bùng phát khí cơ đầy né khủng bố, lao ra bốn phương tâm hướng. Diệp phàm kém hơn bà già kia nhiều cảnh giới, cũng chỉ có hắn còn có thể nghịch hành phạt tiên chống cự được thế công khủng bố như vậy, nếu là người bình thường thì đã hóa thành cho bụi rồi đây là hóa đạo tạo thành sát cục của bà già kia, lại bị hắn cứng rắn chống đỡ, khổ hải màu vàng vần quanh người, còn hắn khí huyết sôi trào, thành thân màu vàng như đang thiêu đốt. ầm, ừ. hắn vùng Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm đánh nát bầu trời, rút cuộc phóng ra chiến lực của mình, không còn bó tay bó chân như vừa nãy, một con rồng đen vùng lên. ầm, ừ. thành kiếm cũng khổ hải kêu lên, đánh tan cả vạn đạo dấu ấn, hư không sụp đổ hóa thành một mảnh vết rách tan vỡ, cắn nuốt thiên địa tinh khí tiểu nghiệt xúc ngươi còn thật có tài. Bà già kia lời rất lạnh, trong lòng lại không bình tĩnh, đối phương kém mình nhiều cảnh giới như thế, vẫn phá giải được sát cục do mình bố trí. Bà già kia thật đáng sợ. Ở xa, bằng bác hai mắt lấp lóe, lưu chuyện ánh bạc, yêu đế cửu tràm sắp phát ra, ánh sáng hình rồng như ẩn như hiện. Bà già kia lạnh lùng liếc qua, dường như cảm ứng được sát khí, nhìn thẳng hắn nói. Muốn tìm chết thì ngươi cứ việc ra tay bà già kia. Bằng bác không tìm, muốn ra tay. Bỗng nhiên, uy áp khủng bố chuyển tới, một ngọn núi ở xa xa sụp lở, một lão già tóc bạc áo tròn rách lao ra, hắn như một con khí lớn, hai tay dài quá gối, cả người gầy đét, nhưng rất có tinh thần, hai mắt sáng như đèn. Lại một cao thủ hóa long biến thứ tư đáng sợ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều hít một hơi lạnh, thật không ngờ nơi này có hai cao thủ như vậy, xem ra bọn họ rất coi trọng những đứa nhỏ này, nhất định đều là những tiểu thiên tài. Diệp Phàm ôm bé con lui ra sau, hai đại cao thủ đồng thời ra tay, hắn cũng phải nghiêm túc, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bà già này đã khó đối phó, còn xuất hiện một lão già này nữa. Bằng bác tiến lên đứng cũng Diệp Phàm muốn nghìn chiến hai tên già đáng sợ này. Đất lành âm dương giáo mà các ngươi cũng dám xâm nhập, thứ không biết sống chết lão già kia lộ ra sát khí, răng trắng bóc dày đặc, nói. Xem ra ta xuất quan vừa đúng lúc, phế bỏ thánh thể, cuống máu của hắn là có thể kéo dài thọ mệnh. Đúng vậy, dù sao tự hắn tìm chết, thần vương cũng không có gì để nói. Bà già phụ họa. Lão bất tử, chờ ta chém đầu các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh, âm thầm nhanh chóng truyền âm cho bằng bác cũng hắc hoàng, đổ phi. Hai lão già liên thủ ép tới, mỗi một bước đặt xuống hư không liền rung lên, bọn họ cao hơn Diệp Phàm 6 cảnh giới, đúng là đại địch đáng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ tứ cực bí cảnh khác, một ngón tay liền bị đè chết, chỉ có Diệp Phàm cũng bằng bác tứ cực đại viên mãn mới chặn lại được. Bé con trộm mở mắt, nhìn thấy hai lão già liền quá sợ hãi, vội lấy đôi tay nhỏ bé che kín mắt to của mình. Bé đừng sợ, lát nữa chúng ta sẽ đi. Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi. Người dốc hết sức mình, chỉ là vì tiểu nha đầu không có trí nhớ kia lão già kia lộ ra tươi cười tàn nhẫn. Người đã sống một bó tuổi, còn không biết xấu hổ nói ra lời không có nhân tính như thế. Diệp Phàm quát lạnh. Chúng ta đưa nó nhập vào âm dương giáo là nó có phúc. Bà già lạnh lùng lên tiếng. Diệp Phàm nổi giận, bé con bị bắt tới đây, chịu hết ủy khuất ngay cả con cũng không được ăn, ngược lại nói là có phúc. Đám già kia, hôm nay ta phế các ngươi, cũng cho các ngươi hưởng thụ một chút phúc phận bà già khinh miệt liếc bé con, nói. Chỉ phải trách nó no thiếu trí nhớ, không hưởng thụ được cái phúc này, xứng đáng mạng người hầu. Người nói bé là mạng người hầu, vậy thánh nữ của các ngươi cũng chỉ xứng đáng hầu hạ người hầu. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Bằng bác cũng lạnh lùng nói. Các ngươi bắt nhiều đứa trẻ thiên tài tới đây như vậy, không sợ khiến tu sĩ đông hoang nổi giận hay sao? Lão già như khi đột kia cười khặc khặc, thản nhiên nói giết hết các ngươi ở đây không phải không còn vấn đề gì rồi sao ra tay diệp phàm vung kiếm lao tới bắt đầu vận chuyển đầu chiến thanh pháp nhất định phải ra tay độc ác với hai lão già này bằng không rất có thể sẽ phiền phức lớn Anh à. bằng bác lại thúc đẩy cửu trảm trong mắt bắn ra chân long màu bạc đây là yêu đế cửu tràm thần thương ầm à. hư không cũng bị chém sụp đổ hai lão già biến sắc thần thức nội liệm tránh khỏi ánh sáng trói lọi không dùng thần niệm đón đỡ yêu đế cửu tràm. Ẩm. Diệp Phàm vừa dùng đầu chiến thanh pháp, thiên địa biến sắc, thanh thuật công phạt sinh ra trong kiếm ý, thanh linh kiếm trong tay hắn như có sức sống, chém nát hư vô bổ tới trước. Không xong. Hai lão già kêu to, cánh tay hai người liền một chỗ đẩy thần thuật ra ngoài, hai loại lực lượng một âm một dương hình thành đạo đồ. Đại đạo âm dương. Đây là vô thượng đại pháp âm dương giáo, thông thường nam nhân tu dương đồ, Nữ nhân tu âm đồ, trung châu cổ có nói tới âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ. Bằng bác đánh đi trước, âm dương hợp nhất đại đạo làm cho hắn kinh hồn bạt vía, giúp diệp phàm chia sẻ, tế ra yêu đế cửu tràm, bác đoạt. Ấm Đây là một lần va chạm rất mạnh, huy động đạo ấn chiến đấu, vô cùng đáng sợ, hai bên đều bay ngược ra sau. Diệp Phàm khí huyết sôi trào, cũng không sao cả, nhưng mà khóe miệng bằng bác lại tràn ra một tia máu, thân thể hắn mạnh cỡ nào, nhưng vẫn bị đánh sâu vào. Hai lão già cười khặc khặc, tóc tai rối loạn đánh tới. Ông Dương hợp nhất, vô địch thiên hạ, hai tiểu bối các ngươi chết đi. Hai lão già lại chắp tay vào một chỗ, âm trầm quát, lại đẩy ra âm dương đồ. Lần này âm dương đồ còn lớn gấp mấy lần vừa rồi, hai người bằng bác quyết đoán rút lui, hai lão già này thật đáng sợ. Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển bí quyết chữ dai, trong quá trình này thì bọn họ phải không ngừng tránh né. Hai lão già thúc đẩy đạo đồ, sát ý dày đặc đuổi giết giữa không trung, lần thứ ba đẩy ra đạo đồ đã lớn hơn nhiều, trí âm cùng trí dương giao hòa, thẳng tiến tới trước. Không thể không nói, cổ ngữ Trung Châu âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ cũng có đạo lý nhất định, hai lão già chắp tay với nhau, chiến lược không chỉ tăng gấp đôi, mà là gấp năm lần đại đạo âm dương hóa thành âm dương đồ to lớn như bánh xe thần chủ, nghiền ép hư không, không gì cản nổi, ngay cả bàng bác cũng bị một chiêu đầu tiên làm bị thương. Nếu Diệp Phàm không có thanh thể thì nhất định cũng đã hộp máu bị thương, âm dương hợp nhất, đại đạo hiện ra, chiến lực kinh thế, vô địch cũng cấp. Ẩm. Ừ. Suốt Rốt cuộc, Diệp Phàm kích hoạt bí quyết chữ dai, chiến lực tăng vọt cấp 10, huyết khí màu vàng sông lên trời, thiên địa biến sắc, hắn vùng đánh nát trời cao như sẻ thế giới làm hai nửa ầm ừ. Thành linh kiếm âm dương đồ bị hàn đánh nát hai lão già miệng phun máu âm dương hợp nhất tuy rằng tăng chiến lược lên một mảng lớn nhưng không cách nào so sánh với bí quyết chữ dai hai lão già bay ngược ra sau bằng bác nhanh tay tế ra yêu đế cửu trảm lại đánh bọn họ hộc máu Doạt hai lão già tóc tai bù xù chật loài tranh thoát, xuất hiện ở phía xa, thoát khỏi hai chàm còn lại của yêu đế cửu chàm, cả người bọn họ là máu, hoảng sợ nghi ngờ nhìn hai người. Bí quyết chữ dai cũng yêu đế cửu chàm đều là thần thuật vang dội của Kim, làm cho hai lão già này trong lòng khiếp sợ không thể hiểu nổi, sinh ra ý sợ hãi. Bọn họ cao hơn Diệp Phàm và bằng bác mấy cảnh giới, vẫn bị chém thương, không thể không hoảng sợ. Đây là chuyện căn bản không thể xảy ra, một đời vương giả trẻ tuổi nếu muốn ngược chiều phạt tiên, nhất định phải thi triển ra dị tượng mới đúng. Ông Dương hợp nhất, vô địch thiên hạ. Bà già kia nói, đột nhiên nhớ tới gì đó, trận to mắt, giọng run lên nói. Đừng gặp cửu bí. Chẳng lẽ là loại bí thuật đó? Lão già hai tay dài qua gối, chiến lực kinh người, hai mắt to như lồng đèn. Trong năm tháng vô tận trước kia, tiền bối của bọn họ thành tựu thánh hiền cổ, âm dương hợp một thân, vô địch ở Trung Châu, không ngờ đi tới Đông Hoang lại bị đánh bại, chỉ vì gặp Thánh Hiền có truyền thừa cửu bí. Bà già cùng lão già như khi đột kia nhìn Diệp Phàm cười lạnh nói. Chúng ta biết ngươi dùng thánh thuật gì, nhưng mà ngươi không thể sử dụng liên tục, chỉ cần không ngừng đánh ra, chúng ta âm dương hợp nhất chậm rãi giết ngươi. Còn có ngươi. Bọn họ lại nhìn về phía bằng bác, nói. Nam giữ thánh thuật vô thượng yêu tộc, nhất định là yêu đế cửu tràm vang dội cổ kim hai lão già tóc bạc nhuộm máu, âm trầm dữ tợn, dù gặp va chạm mạnh, nhưng vừa rồi âm dương đồ tan vỡ đã hóa giải phần lớn lực lượng lên bọn họ. Ẩm. Bọn họ lại chắp tay, tế ra âm đồ cũng dương đồ, hợp cũng một chỗ, lưu động khí cơ đại đạo đánh giết tới. Đáng tiếc, trong âm chưa chứa một chút dương, trong dương không chứa một chút âm, tuy rằng hợp với nhau nhưng chưa thành thái cực, thiếu đi hai cái mắt âm dương. Bàng bác cười lạnh hắn cũng với Diệp Phàm giúp lui, đối phương âm dương hợp nhất, chiến lực tăng gấp 4 năm lần, bọn họ không muốn trọi cứng. Hai lão già đuổi giết, thanh thể ẩn chứa bí mật lớn, trên người bằng bác cũng có truyền thừa vô thượng, làm cho bọn họ đều đỏ mắt, vốn muốn giết hai người. Hiện giờ rất có khả năng sẽ lấy được cổ kinh khoáng thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ông Diệp Phàm lại kích động bí quyết chữ dai, toàn thân ánh vàng tận trời như một vị thần linh, bắt đầu giết ngược lại bọn họ. Bàng bác cũng tế ra yêu đế cửu trảm. Bà già cùng lão già kia dùng âm dương đồ xé rách không dám nhanh chóng bỏ chạy, không dám đối đầu, biết bí quyết chữ gia lợi hại, mỗi khi ảnh hưởng biến mất thì bọn họ mới quay đầu đánh trở về. Hai bên rơi vào rằng co, sau khi Diệp Phàm kích thích bí quyết chữ dai, hai lão già liền rút lui, bị Diệp Phàm cũng bằng bác đuổi giết ngược, hai bên thay phiên nhau đánh qua đánh lại. Không thể không nói hai lão già này rất khủng bố, bản thân bọn họ đã đủ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, cực kỳ khó chơi. Tốt lắm, được rồi. Đúng lúc này, Đồ Phi cũng lý hắc thủy hét lớn. Diệp Phàm cũng bằng bắc đồng thời cười to, nhanh chóng rút lui, hắc hoàng sớm lao tới dân đường cho bọn họ. Không hay. Hai lão già kêu to, nhưng đã quá muộn. Ông. Mây đèn sôi trào ngập trời, tràn ngập sát khí vô tận, thiên địa bị trấn áp, bọn họ bị lá cờ đen giam giữa hư không đó là do Diệp Phàm cũng hắc hoàng chuyển âm, để cho đám người đồ phi âm thầm bày ra. Đại Hắc Cầu là toàn tài phương diện trận văn, có thể gọi là cường giả cấp đại sư, được Diệp Tuệ Linh, đồ phi cũng lý hắc thủy hỗ trợ. Thần không biết quỷ không hay bày ra một mảnh siêu cấp trận văn, giam cầm cả một khu vực rộng lớn. Các cường giả âm dương giáo không có một ai trốn ra, đều bị vây ở bên trong. Tiểu bối Bà già cũng lão già hoảng sợ, nhưng không lao ra được có thể tách bọn họ ra được không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi Hắc Hoàng. "Dễ thôi." Đại Hắc Cầu Tràn đầy tự tin, trong đó có 10 lá cơ lớn tung bay, lệch khỏi quỹ đạo cũ, tách khu vực này thành hai không gian. Diệp Phàm cũng bằng bác liếc nhìn nhau, chia ra chọn một đối thủ, bắt đầu chiến đấu, bằng không chỉ dựa vào trận văn thì không biết bao lâu mới luyện hóa được hai nhân vật lão tiền bối này, bọn họ không muốn chờ. Lần này, dù cho Diệp Phàm không cần dùng bí quyết chữ dai cũng có thể đại chiến với đối phương, hắn vẫn tìm tới bà già kia. Bằng bác chống lại lão già khó coi kia, nhưng mà hắn không xâm nhập vào, chỉ khoanh tay đứng ngoài trận văn, yêu đế cửu trảm chỉ cần có pháp lực ngập trời sẽ khủng bố vô hạn, hắn như sắt củ cải bắt đầu từ từ tước lão già kia. Tiểu bối, có gan ngươi vào đây, tỉnh kế ta như thế thì có bản lĩnh gì? Lão già như khi đột kia nổi điên thượng binh phạt ngưu, cắt bỏ cái miệng thối của ngươi là xứng đáng, không phải ngươi muốn uống máu diệp phàm hà, ta thấy làm cho ngươi chảy sạch trước thì tốt hơn. Bằng bác dùng yêu đế cửu tràm gọt cắt không ngớt. Đến khi Diệp Phàm giải quyết xong bà già kia, bằng bác cũng cắt lão già này thành củ cải khô, giải quyết xong chiến đấu, ngay cả Lý Hát Thủy cũng đồ phi cũng phải nhìn thẳng mắt. Ta đang bắn bia thôi mà. Bằng bác lắc đầu. Thu dọn chiến trường rất phiền phức, trận văn vây khốn không ít người không thể giết toàn bộ diệp phàm không thể xuống tay được thăm dò thần thức của bọn họ cắt đi trí nhớ liên quan khiến nó thành trống rỗng sau đó thả cho chạy đi còn những đứa nhỏ thì rất phiền phức diệp phàm nhức đầu có tới ba mươi mấy đứa nhỏ đều là hạng tư chất phi phàm hắn không biết đưa đi đâu dứt khoát khai phái lập tông cho xong những đứa nhỏ này đều là mầm tiên đều là tiểu thiên tài lý hắc thủy nói Mấy người đều giật mình, những đứa nhỏ này đều có thiên tư rất hiếm thấy, thật không biết làm sao Âm Dương Giáo tìm ra được. Nhanh rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm đã tiêu cơn giận, không muốn đi tìm Thánh nữ Âm Dương Giáo gây chuyện, không thể ở đây lâu, đây là mật địa đại giáo vô thượng, nếu xuất hiện một vị đại nhân vật thì sẽ là họa lớn. Đại ca ca, ca ca thật sự quen với bé hả? Bé con chớp mắt to hỏi. Tự nhiên là quen. Diệp Phàm vuốt mũi nàng bọn họ dẫn theo một đoàn đứa nhỏ, rất không tiện, may là có Diệp Tuệ Linh ở đây, nàng không như Trần Thế, xinh đẹp thanh tú, rất được những đứa nhỏ yêu thích. Nếu không thì một đồng đứa bé khóc to, Diệp Phàm cùng Lý hát Thủy chỉ có thể tròn mắt không có cách nào. Bọn họ đi tới một trấn nhỏ, chuyện đầu tiên Diệp Phàm làm là dẫn bé con mua một bộ đồ mới, quần áo cũ của nàng rất rách nát, giày cũng thủng lỗ, đứa nhỏ 3 tuổi cũng không cảm thấy gì, nhưng làm người ta cảm thấy khó chịu có thể ăn gì trước được không? Bé con cúi đầu nhỏ giọng nói, bộ dạng hơi sợ sệt. Nàng mất đi hòn đá nhỏ bảy màu, liền giống như đứa nhỏ bình thường, không ăn sẽ đói bụng, ở mật địa âm dương giáo thì tình cảnh cũng không tốt, thường xuyên bị đói, mặt nhỏ cũng gầy xanh sao. Được, ca ca dẫn muội đi ăn trước. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Thật ư? Bé con quên mất Diệp Phàm, trong thời gian gần đây lại bị người ta đối xử hung dữ. Tuy rằng người này đối xử với nàng rất tốt, nhưng tiểu cô nương vẫn có chút bất an, cho nên mới sợ như thế. Bé muốn ăn gì? Bé muốn. Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng giọng non nớt nói. Bé muốn ăn cháo linh dược, bé rất đói rất đói. Lúc sắp ngủ thì có tiểu tỷ tỷ lén cho bé ăn một chút, ăn ngon lắm. Trong lòng Diệp Phàm chua xót, rất hiển nhiên tiểu cô nương nói ngủ là đói sắp hôn mê. Hắc Hoàng dọn sạch kho linh dược mật địa âm dương giáo, tự nhiên không thể thiếu linh dược. Diệp Phàm nói nó điều chế một chén nhỏ, để bé từ từ ăn. Sau đó, hắn lại thay cho nàng một bộ quần áo nhỏ xinh đẹp, bé con lập tức thành búp bê má phấn mắt ngọc, làm người ta yêu mến. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng đồ phi cũng không nhịn được chạy tới sơ đầu nàng, chọc nàng cười duyên. Diệp Phàm lấy ra một khối bảo ngọc trong suốt, ấn lên giữa trán bé con, bên trong có trí nhớ ở Yên Đô, là hắn đặc biệt lưu lại để phòng ngừa tiểu cô nương quên mất đại ca ca là huynh bé nhớ rồi bé con hết sức vui mừng sau khi lấy được phần trí nhớ này liền không còn sợ hãi không yên như vừa nãy bởi vì lúc này bé đã biết diệp phàm là ai sau đó diệp phàm lấy ra hòn đá nhỏ bầy màu đặt vào tay nàng bé đưa khối đá màu này cho đại ca ca không cần trả lại tiểu cô nương lắc đầu bộ dáng rất nghiêm túc tảng đá này không được đưa cho ai, bằng không bé sẽ bị bệnh, nhất định phải giữ kỳ, không được làm mất. Diệp Phàm dùng hòn đá nhỏ bảy màu này làm thành một sợi dây chuyền nhỏ, treo trên cổ mịn màng của bé. Hắn lục soát trí nhớ của chủ khách sạn, nếu hòn đá nhỏ có khác thường thì bé sẽ bị bệnh nặng, nghiêm trọng thì bệnh suýt chết, tuyệt đối không được có sai sót. Bằng bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng đều rất thích bé con, cảm thấy nàng nhu thuận đáng yêu, trời sinh làm người ta thương tiếc. Bé con như búp bê vậy, nhưng đi bên người chúng ta có chút không hay lắm, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chiến đấu sinh tử, người tính sao đây? Bàng bác hỏi. Trước kia, ta định đưa nàng đi Thái Huyền Truyết Phong làm con gái của Trương Văn Sương, nhưng mà ta bước khoa Văn Phi thành kẻ địch với mọi người, hiện giờ không thể đi được. Bé không muốn đi chỗ khác. Tiểu cô nương hoảng sợ, mặc dù nàng đang chơi với những đứa trẻ ở xa, nhưng linh giác cực kỳ sâu sắc, nghe được những lời nói ở bên này. Diệp Tuệ Linh cười khẽ, cùi xuống vuốt cái mũi nhỏ thanh tú của bé, nói. Về sau ở cùng với tỷ tỷ, đi Trung Châu làm một tiểu công chúa chân chỉnh không lo không nghĩ. Bé không muốn xa đại ca ca. Tiểu có nương gục đầu xuống, buồn bực. Diệp Phàm nghe lời này, cười nói. Yên tâm đi, làm sao bỏ bé lại được chứ? Hắn nhanh ra hiệu với bảng bác không nói nữa. Bé con lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, tươi cười rất tinh thuần nhất định phải dẫn bé con theo cạnh, không nên đưa đi nơi khác. Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng, từ khi nó nhìn thấy tiểu con nương, đại hắc cầu vẫn luôn suy nghĩ gì đó, không biết là gì. Có phải ngươi nhìn ra gì không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, bằng bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng nhìn sang. Hắc Hoàng liền ho khan, lầm bẩm nói. Bổn Hoàng không nhìn ra gì hết. Tiếp đó, nó lắc móng chạy tới bên cạnh tiểu cô nương, dụ hoặc nói. Bé con, muốn bái sư không? Bái sư làm gì? Bé con ngây thơ hỏi. Bái ta làm thầy, mỗi ngày cho bé ăn cháo linh dược, truyền cho bé tuyệt học vô thượng do ta sáng tạo lúc già, chỉ có hơn chứ không kém. Hắc hoàng như sói sám, liên tục dụ dỗ bé quảng khăn đỏ. Nhất định Hắc hoàng nhìn ra gì đó, đây là nhận thức chung của Diệp Phàm, Đồ Phi, Bằng Bác, Lý Hắc Thủy, con chó chết bầm này thấy bảo bối là cướp, đây là lần đầu tiên muốn cướp người sau này không cần các ngươi để ý, ta phụ trách chăm sóc bé. Đại hắc cầu nói như vậy, ôm đồ mọi chuyện, nhìn chăm chăm bé con như phát hiện trí bảo, nước miếng sắp tràn ra. Con chó chết kia, người dám ăn đứa nhỏ, ta lột sống ngươi. Diệp phàm giống lên. Còn bà nó, người nghĩ cái gì vậy chứ, bổn hoàng muốn bồi dưỡng ra một vị đại đế, sau này các ngươi chờ xem đi. Đại hắc cầu càng nói càng hưng phấn con chó chết này, rốt cuộc ngươi nhìn ra cái gì? Đồ Phi hỏi. Bé con là đại đế, sai rồi, là đại đế tương lai. Lý Hắc Thủy cũng nghi hoặc. Bé con, đại đế. Cách đó không xa, Diệp Tuệ Linh đang chơi đùa với những đứa trẻ cũng kinh ngạc nhìn lại, nói. Bé con đáng yêu này mới xíu xiu như vậy, có thể nhìn ra trở thành đại đế được ư. Đối với mấy vấn đề này, Hắc Hoàng căn bản không trả lời, ngông nghinh xoay qua, sau đó mặt đáp đầy tươi cười lại bắt đầu dụ dỗ bé con ta dẫn bé đi vào bất tử sơn hái dâu ăn được không ta dẫn bé đi tiên lăng tìm kiếm trí bảo có đi không Người nói với bé con mấy thứ này làm sao bé hiểu được diệp phàm mắng nói các ngươi cũng không hiểu đại hắc cẩu thì thầm một câu tiếp đó lại căng mặt ra cười đùa giận bé con rất là để bụng chó con thật là đáng yêu bé con rất vui vẻ, giọng nói thật là ngây thơ. Đại hắc cầu đương trường hóa đá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay mới lần đầu tiên nói nó đáng yêu, lại còn là một tiểu cô nương, nó rất muốn cám đầu xuống đất. Hà hà! Đám người diệp phàm, bằng bác đều cười to. Con kiến không có qua lại với khủng long, hạt giống bổ công anh khó có thể gặp được đám mây trên trời, chúng nó ở thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết nhau. Năm đó, Diệp Phàm lần đầu bước trên con đường tu hành, tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền ở trong mắt hắn đã là cao không với tới tu sĩ đạo cung bí cảnh càng ít thấy còn nay luân hải đạo cung cách hắn rất xa hắn đã có thể hùng bá tu sĩ tứ cực bí cảnh nhìn thăng cường giả hóa long bí cảnh cảnh giới khác biệt thân phận khác biệt quá trình khác biệt đây là mỗi người đều trải qua đứng ở độ cao khác nhau thì tự nhiên gặp gỡ khác nhau diệp phàm thương lượng với mấy người bằng bác thật lâu cũng không biết xử lý ba mươi mấy tiểu thiên tài này thế nào dẫn đi thì thật không có sức chiều cố nhưng cuối cùng phải đưa đi đâu đây trấn nhỏ rất im lặng hai bên đường trồng nguyệt lượng thụ mỗi khi về đêm thì phiến lá trăng khuyết sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt rất thích hợp cư trú đêm khuya gió nhẹ thổi tới nguyệt lượng thụ lay động soàn soạt lắc lư thành một mảnh ánh sáng mơ hồ mùi hương xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong nhưng mà Diệp Phàm lại cảm thấy tim đập mạnh, hắn vụt ngồi dậy khỏi giường, đứng nhìn từ cửa sổ ra ngoài đường. Một bóng đen đi từ trên đường, mỗi một bước đều rất vững chắc, nhưng rất nhẹ, đặt xuống không có một tiếng động, nhưng đã có một cỗ khí cơ nguy hiểm như mãnh thú hồng hoang đang ép đến. Lúc này, đám người bằng bác cũng đã bừng tỉnh, đều đứng dậy quan sát. Không một tiếng động, bốn phía trấn nhỏ xuất hiện hai mươi mấy bóng người, cũng tụ tập lại, tàn ra sát khí lúc này bọn họ đã không che giấu nữa. Đi, nhanh rời khỏi đây. Diệp Phàm thu ba mươi mấy đứa nhỏ vào Ngọc Tịnh Bình, hắc hoàng tế ra huyền Ngọc Thai, chuẩn bị vượt qua hư không, người tới rất mạnh, sát ý lạnh thấu xương, sợ rằng không cách nào chống lại được. Hỏng rồi, có chuyện lớn. Hắc hoàng hoàng sợ hô to. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng bàng bác nhảy dựng. Không có cách nào vượt qua hư không. Hắc Hoàng rất cấp gáp, thử vài lần cũng không được. Vì sao lại thế? Đồ Phi hỏi, hắn biết rõ tạo nghệ trận văn của Đại Hắc Cầu, khó có khả năng bị người ta khắc chế. Hắn là những người bên ngoài mang theo một kiện cầm khí, hơn nữa hẳn là dựa theo thủ pháp giác dối trước thái cổ tề luyện thành, có thể cầm không? Hắc Hoàng cảm thấy không ổn. Là người âm dường giáo. Diệp Tuệ Linh đưa ra phán đoán. Bọn họ đúng là âm hồn không tan, vẫn cứ tiếp tục đuổi giết bằng bác nhăn mày. Chúng ta phá vây, tránh người kia ra. Diệp Phàm chỉ bóng đen xuất hiện đầu tiên trên phố, sâu không lường được được như vực sâu biển rộng. Hì hi, hi. Còn chưa chờ bọn họ hành động, trong trời đêm chuyển tới tiếng của như Trung Bạc, một cô gái đắp ánh bước đi tới, dưới ánh trăng lưu chuyển ánh sáng, nói. Các ngươi không cần vọng tường bỏ chạy. Thánh nữ âm dường giáo. Diệp Tuệ Linh khẽ nói, sau đó ẩn vào bóng tối, thay đổi khí cơ, dung mạo cũng mờ ảo nàng không muốn bị người ta nhận ra là tỷ tỷ này giận bé đi nhưng mà sau đó nàng ta rất ghét bé bé con rất ủy khuất đó là nàng ta có mắt không chồng nàng ta tu luyện một trăm kiếp cũng kém bé đại hắc cẩu nói chuyện rất không khách khí diệp phàm thì cười vuốt đầu bé con nói bé đáng yêu như vậy ai cũng thích trừ bỏ những người xấu kia ra tiếp đó hắn cũng thu bé vào Ngọc Tịnh Bình, không muốn chiến đấu tiếp theo làm bé con hoảng sợ. Diệp Phàm ta biết ngươi ở bên trong, xuất hiện đi. Thành nữ âm dương giáo tuổi đôi mươi, xinh đẹp đầy sức sống, duyên dáng yêu kiều, mìm cười động lòng người, chẳng qua cũng có một loại sạt khí. Người tới thật là nhanh. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, trong lòng hắn có sát ý với nữ nhân này lúc trước hắn có lưu lại một khối bảo ngọc trên người bé con ghi lại từng chút một để cho bé mỗi ngày xem một lần để ngược quên mất khi thánh nữ âm dương giáo dẫn bé con đi nhất định xem qua trí nhớ trong ngọc biết tiểu cô nương có quan hệ với hắn nhưng vẫn bị bắt đi diệp phàm người phá hủy trọng địa giáo ta còn mang đi tất cả đứa nhỏ thật quá đáng thánh nữ âm dương giáo trong ý cười mang theo một tia rất lạnh diệp phàm hủy lạnh một tiếng nói hẳn là ngươi biết vì sao ta làm vậy, khi ngươi dẫn bé con đi cùng đã biết quan hệ giữa bé con với ta. Thế gian không phải nói ngươi không còn sống bao lâu hay sao, ta đưa nó đi từ khách sạn cũng là vì tốt cho nó, tương lai không tới mức trôi giặt đầu đường. Thành nữ âm dương giáo cười khẽ, không chút để ý. Nếu lúc này không có cao thủ thần bí, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đại chiến với nàng ta, nữ nhân này đổi trắng thay đen, rõ ràng bắt đi bé con làm nàng phải chịu đủ mọi ủy khuất ở âm dương giáo lại còn bày ra bộ dạng như thế. Đi. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, đi trước phá vây, đám người bằng bác, Diệp Tuệ Linh, Lý Hắc Thủy theo sát ở sau, chạy về phía tây. Hà hà, còn muốn chạy, không dễ như thế đâu. Thành nữ âm dương giáo cười khẽ, hai mươi mấy bóng người xung quanh đồng thời bao vây, khủng bố nhất là bóng đen mà Diệp Phàm kiêng kỵ cũng lao xuống, tốc độ cực nhanh. Bọn họ muốn phá vây đi ra, sau đó vượt qua hư không, không ngờ người này như bóng với hình, căn bản không thể thoát được, cấm khí ở ngay trên người hắn. Thánh nữ Âm Dương giáo cũng những người khác đuổi theo không tha, hạ quyết tâm phải giữ bọn họ lại, sát khí xô trào. Chúng ta tách ra bỏ chạy, tốc độ của ta đủ nhanh, dẫn người thần bí mạnh nhất kia đi, các ngươi tự cẩn thận. Diệp Phàm nói. Không được, ta đi cùng với ngươi, thời khác mấu chốt còn có thể ngăn cản hắn. Bàng bác không đồng ý, sợ hắn xảy ra chuyện. Không sao, tốc độ của ta cực nhanh, hắn không đuổi kịp, các ngươi chạy nhanh đi. Diệp Phàm không đồng ý. Cuối cùng, bọn họ tách ra, tự tìm một hướng chạy đi, trước khi chia tay Diệp Phàm chuyển âm vài câu với đại hắc cầu cùng bằng bác, tiếp đó lao đi không quay đầu lại. Quả nhiên, người thần bí mạnh nhất cũng thánh nữ âm dương giáo đều đuổi theo Diệp Phàm, căn bản không muốn tha cho hắn. Nếu thần vương có lời, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà cũng không thể tha cho ngươi, nhốt ngươi lại từ từ giúp lấy thanh huyết cũng không tệ. Thanh nữ âm dương giáo cười duyên. Trước đó ức hiếp bé con, ta còn chưa tính nợ với ngươi, hiện giờ đã tính toán lên đầu ta, thật là khi người quá đáng, chỉ là các ngươi tin rằng ăn chắc ta hay sao?" Diệp Phàm lạnh giọng nói. "Hiện giờ, người trong thiên hạ đều biết ngươi học được bộ pháp của lão phong tử, có được tốc độ siêu cấp" muốn bắt ngươi quả thật không dễ dàng, nhưng mà cứ việc thi triển, để xem có thoát được chúng ta không. Trên mặt thánh nữ âm dương giáo tươi cười động lòng người, nhưng sát ý lại càng nồng đậm. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, xem ra đối phương chuẩn bị đầy đủ, quá nửa có phương pháp khác chế hắn, hắn vội tăng tốc dẫn đám người này đi về phía xa. Quả nhiên, lão nhân mạnh nhất cũng đám người thánh nữ âm dương giáo đều không bị bỏ rơi, ở dưới chân bọn họ có tia chóc vàng rái lên, tốc độ cũng cực nhanh đó là gì?" Trong lòng hắn nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Hắc Hoàng có nói, trong thần phủ Thái Cổ có một loại thiểm điện phù, không phải giáo chủ vô thượng không thể tế luyện ra, khóa chặt một người thì đối phương nhanh cỡ nào, thiểm điện phù nhanh cỡ đó. Nếu như không biết rõ, sẽ bị mệt đến chết cũng không thoát được kẻ địch, hết sức thần bí, cũng có phương pháp phá giải, nhưng mà Diệp Phàm không hiểu được. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng không nhanh không chậm chạy trốn, căn bản không thể quay đầu đại chiến. Bởi vì hắn hắn giật mình phát hiện lão già mạnh nhất kia chính là cường giả hóa long biến thứ 8. Hóa long biển thứ 9, nhảy lên bầu trời, trở thành rồng trong loài người, mới có cơ hội nhìn lên lĩnh vực đại năng vô thượng, phong thái tuyệt đỉnh thánh chủ. Cường giả hóa long biến thứ tâm, diệp phàm tuyệt đối không thể chống lại, cảnh giới thua kém quá nhiều, nếu thật sự đánh bại, vậy thì không phải nghịch hành phạt tiên, mà là nghịch thiên. Diệp Phàm ngươi không cần chạy nữa, dù sao ngươi cũng phải chết, không bằng thành toàn cho chúng ta. Thánh nữ âm dương giáo tươi cười không giảm, nói. Thánh thể có chút thành tựu, máu huyết đã có thể luyện dược, toàn thân đều là bảo vật. Cẩn thận ngươi vui quá hóa buồn, bị ta chém ngã. Diệp Phàm đáp lại. Ta đang đợi ngươi, qua đây giết ta đi. Thánh nữ âm dương giáo cười rất mê người. Lão già kia lại gì một tiếng nói tiểu nghiệt xúc chết đã đến nơi còn si tâm vọng tưởng, lão phu đã không còn nhiều thọ nguyên, dù là giết ngươi cũng không ngại thần vương đứng ra cho ngươi. thành nữ âm dương giáo cười duyên nói, Ngài không nên giết hắn, chúng ta phải nuôi nhốt hắn lại, hắn còn quý hơn cả kỳ thú, máu huyết là vô giá, từ từ giúp lấy máu là lời nhất. Đúng thế, nuôi trong lòng như những dị thú kia. Lão già kia liên tục gật đầu, bảy tâm người đuổi theo sau cũng cười to. Lão bất tử, còn có nhà đầu âm dương giáo kia, ta nhất định chém các ngươi. Diệp Phàm bỏ lại một câu này, tiếp tục bay đi, hiện giờ còn không phải lúc liều. Mạng Hóa Long biến thứ tâm, không thể chống cự được nhân vật khủng bố này, đối phương đi thêm hai bước nữa sẽ là đại nhân vật như Thái Thượng trưởng Lão Thánh Địa. Tiểu Nghiệt Xúc, lần này không giết ngươi, cũng sẽ làm nguy mệt đến hộc máu, tiếp đó mới bắt ngươi. Hai lão già khác cũng lên tiếng, bọn họ cũng rất khủng bố, là cường giả hóa long biến thứ bảy, đều là nhân vật cấp đại trưởng lão. Lần này bọn họ rất chú trọng, không chỉ xuất động thánh nữ, còn có ba vị trưởng lão nổi bật đi theo, cộng thêm thiểm điện phù, đủ để tiêu diệt diệt phàm. Trên đường kinh động rất nhiều tu sĩ, mọi người đều rất giật mình, âm dương giáo muốn ra tay với thanh thể, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhanh, tin tức truyền ra, người âm dương giáo nói diệp phàm vô duyên vô cớ phá hủy trọng địa của bọn họ lạm sát kẻ vô tội, bọn họ bị buộc phản kích, bảo hộ tôn nghiêm. Năng lực đổi trắng thay đen của các ngươi thật là ghê gớm. Trên đường đi, Diệp Phàm cũng nghe được nhiều chuyện. Hai ngày tiếp theo, hắn đều không thoát khỏi đối phương, một đường bị đuổi giết, đối phương thật sự hạ quyết tâm muốn làm hắn mệt chết. Năng vực chấn động, âm dương giáo khai đao với thánh thể, như vậy cần có khí phách cỡ nào, dù sao thần vương còn chưa chết, mặc kệ là có đầy đủ lý do. Trong lúc này, rất nhiều người đều chạy tới vây xem, chỉ là Diệp Phàm bay vào đất hoang, chuyên đi địa vực nguyên thủy, hơn nữa tốc độ của bọn họ rất nhanh, người xem không đuổi theo kịp. Người âm dưỡng giáo đã đổi thiểm diện phù bảy tâm lần, bọn họ cũng hoảng sợ, Diệp Phàm giống như vĩnh viễn không biết mệt, phi hành cực nhanh như thế, căn bản không có một chút vẻ kiệt sức, quả thật sợ hao hết thiểm điện phù cũng không đuổi kịp đối phương. Diệp Phàm, người nên dừng lại đi, nếu thân thể ngươi kiệt sức sợ rằng sẽ khiến vết thương đại đạo càng nặng thêm, khi đó thật sự không sống nổi nữa. Thánh nữ âm dương giáo chế nhạo, nói. Tuy rằng chúng ta định nuôi nhốt ngươi, nhưng sẽ không lấy mạng ngươi, sẽ để ngươi tự mình chết đi. Diệp Phàm không thèm để ý, rốt cuộc đến ngày thứ ba hắn nghe được chút phong phanh, người âm dương giáo cướp bóc trẻ con thiên tài ở Đông Hoang, khiến cho rất nhiều đại giáo ở Nam Vực bất mãn. Hắn biết, bằng bác cũng hắc hoàng thoát khỏi âm dương giáo đuổi giết, Tin tức này là do bọn họ truyền ra, vậy hẳn là đã bố trí xong, hắn có thể đi tới, đây là ước định của bọn họ khi tách ra. Diệp Phàm tăng tốc đổi hướng quay về trấn nhỏ kia, dọc theo đường đi hắn nghe được càng nhiều tin tức, rất nhiều môn phái đều bị mất những đứa bé thiên tài, hiện giờ đầu mâu đều chỉ về phía âm dương giáo. Hắn không khỏi buồn cười, không ngờ tùy tiện chọc tin tức này ra liền dẫn tới ẩn tình đó, lá gan của âm dương giáo cũng quá lớn đi chứ, cực bóc tiểu thiên tài các phái đông hoang như vậy bại lộ ra sẽ phải xước đầu mẻ chán. Hà hà! Hắn không nhịn được cười to, nếu như đưa mười mấy tiểu thiên tài này trở về, tin rằng các môn phái sẽ rất cảm kích, quá nửa các giáo đông hoang sẽ đưa ra người âm dường giáo. Ngày thứ năm, Diệp Phàm bay trở về trấn nhỏ. Tiểu nghiệt giúp các ngươi làm chuyện tốt gì, hôm nay bắt được ngươi, ta muốn bóc nát xương cốt của ngươi. Đại trưởng lão cường giả hóa lòng biến thứ tâm lạnh giọng nói rõ ràng là các ngươi vô sỉ cướp bóc trẻ con đông hoang ta, bao gồm cả bé con trong đó, còn khi dễ nàng, kết quả còn đuổi giết ta, ngược lại tỏ vẻ như người bị hại, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Diệp Phàm đáp trả. Tiểu nghiệt xúc, người nói gì cũng vô dụng, không phải xương cốt thánh thể rất cứng rắn hay sao, ta bé nát từng khúc từng khúc một. Đại trưởng lão kia lạnh giọng nói. Trưởng lão ngài đừng nổi giận, không thể giết mà, chúng ta phải từ từ lấy máu nữa. Thánh nữ âm dương giáo cười duyên, tiếp đó quay sang Diệp phàm cố ý khiêu khích. Đấy con là ta cướp đi thì sao? Nếu ngươi không tới, ta tính ném nó ra ngoài nữa, muốn chút giận cho nó, cứ việc tới giết ta đi. Diệp phàm cũng biết đối phương cố ý chọc giận hắn, làm cho hắn ngừng lại. Trong lòng hắn cười lạnh, vì lúc này đã nghe được Hắc Hoàng truyền âm, phi hành quạo trái dày phải, bỏ chạy theo hướng đặc biệt. Không đúng, cẩn thận. Thánh nữ âm dương giáo rất cẩn thận nhận thấy dị thường liền nhắc nhở dừng lại giữa không trung nhưng mà lúc này đã chậm phía trước truyền tới một tiếng nổ ầm ầm mây mù ngập trời lập tức nuốt gọn bọn họ không ai có thể trốn ra toàn bộ bị giam bên trong hà hà Bàng bắc cười lớn đi ra đại hắc cầu miệng ngoắc tận mang tai đắc ý không thôi đây là ước định của bọn họ khi tách ra nếu thoát khỏi đối phương thì nhanh chóng trở về bày trận văn giúp diệp phàm giải nguy ừ. Trong trận văn truyền ra dao động năng lượng khủng bố, những người kia đang đánh sâu vào muốn thoát ra. Trong thời gian ngắn không luyện hóa được bọn họ, có lẽ những người âm dương giáo sẽ nhanh chóng đuổi tới, điều này làm Diệp Phàm nhăn mày, hắn rất muốn giết những người này. Những người này quá mạnh, không thể vây chết trong thời gian ngắn được. Hắc Hoàng lắc đầu, cũng không có cách nào. Không sao, ta đi lên dạo một vòng, đến lúc đó trở về diệt chúng. Diệp Phàm tế ra Huyền Ngọc Thai, bắt đầu vượt qua hư không, chỉ nửa khắc sau đi tới hỏa vực, hắn cầm bồ đề tử trực tiếp tiến vào tầng thứ bảy, không có vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn không có dụng cụ thích hợp chứa ngọn lửa khủng bố này. Hắn trực tiếp dùng thân thể thừa nhận, nắm bồ đề tử kéo ngọn lửa ngập trời bay về phía mình, hắn mang theo ngọn lửa như vậy thì không có cách nào vượt qua hư không, bằng không huyền ngọc thai sẽ bị ép thành trò tàn còn may là khoảng cách cũng không xa, chỉ mấy vạn dặm mà thôi, trên đường ngọn lửa màu sắc rực rỡ sôi trào, lương hư không sụp xuống. Một đường đi về phía nam đã hù dọa một đám tu sĩ đến ngây người. Rất nhiều người nhìn thấy là Diệp Phàm liền rất giật mình, trên đường đuổi theo, dù cho tốc độ không bằng hắn, nhưng vẫn từ từ đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Cuối cùng, Diệp Phàm quay về, kéo theo thần diễm ngập trời đi vào trấn, ngay cả Hắc Hoàng cùng bằng bác cũng hoảng sợ. Tiến các ngươi lên đường. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tuần toàn bộ thần hòa vào trong mảnh thiên địa bị vây khốn. Ầm. Ừ. Lửa thiêu ngập trời, tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, ngọn lửa này căn bản không thể càn được, ngay cả nhân vật cấp thái thượng trưởng lão cũng khó mà chịu nổi, càng không nói những người kia. Ở xa xa, tất cả mọi người ngây dại, Diệp Phàm một ngọn lửa muốn thiêu sạch tất cả cường giả, đúng là quá sạch sẽ bởi vì ngọn lửa thiêu hủy trận văn, ba nhân vật cấp đại trưởng lão toàn thân là lửa kêu thảm lao ra, thân thể bị thiêu đến biến hình, vô cùng thảm thiết, xem ra không sống nổi nữa. Bên kia, thánh nữ âm dương giáo cũng lao ra, cả người bùng lên ánh sáng đủ màu, cũng không chết, hiển nhiên trên người có bí bảo. Người không chết thì tốt, ta tự tay chém ngươi. Diệp Phàm lập tức lao tới. Bằng bác, Hắc Hoàng cũng tiến lên, phòng ngừa nàng bỏ chạy. Người thật độc ác. Thanh nữ âm dương giáo sắc mặt tái nhợt, bảy tâm đại cao thủ đều chết thảm, làm cho trong lòng nàng phát lạnh. Là các ngươi liên tiếp uy hiếp ta, bây giờ tới lượt các ngươi. Diệp Phàm lần tới.